Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của May Group. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá nhà trung bình ở Việt Nam cao gấp gần 24 lần thu nhập. Ngày càng nhiều nhà đầu tư Việt mua địa ốc nước ngoài. Vỡ nợ vay mua nhà tăng cao ở Trung Quốc. Thưa quý vị, giá nhà trung bình ở Việt Nam hiện cao gấp 23,7 lần thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình, tăng từ mức 23,5 hồi năm ngoái, đây là tỷ số giá nhà trên thu nhập HPR mới cập nhật năm 2024 của nền tảng dữ liệu về chi phí sống Dumbel, trụ sở tại Serbia. HPR được tính bằng cách chia giá nhà trung bình cho thu nhập bình quân hàng năm của hộ gia đình. Như vậy, giá nhà trung bình toàn quốc gấp gần 24 lần thu nhập trung bình một năm của hộ gia đình người Việt. HPR của các quốc gia châu Á lân cận như Philippines, Thái Lan, Indonesia năm 2024 lần lượt là 27, 26,5 và 18,9. Cũng theo số liệu của Numbel, HPR Việt Nam năm 2019 là 17,9. Như vậy có thể thấy HPR tại Việt Nam năm nay đã tăng khoảng 20% so với năm 2019. Hội môi giới bất động sản Việt Nam và đánh giá chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38% so với năm 2019. Dữ liệu của VAS cũng cho thấy, trong vài năm qua, giá trung cư tăng trưởng bình quân hai chữ số mỗi năm. Riêng năm ngoái, chỉ số giá trung cư Hà Nội đã tăng 16% so với hồi đầu năm chỉ số này tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại từ quý 3 năm 2023 do đà giảm giá chậm dần tại các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường thứ cấp. Giá bán chung cư sơ cấp trên cả nước cũng neo cao bởi phần lớn dự án mới có giá trên 40 triệu đồng mỗi mét vuông. Ghi nhận tại Hà Nội, giá trung cư đã đi vào sử dụng lẫn trung cư mới đều tăng mạnh. Thậm chí ở những khu vực cách trung tâm thành phố cả chục km, giá trung cư đang được giao bán ở mức từ 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, xem xét giá trung cư Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, mức giá trung cư sơ cấp trung bình ở mức 58 triệu đồng một mét vuông. Lý do khiến giá căn hộ trung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh, bà Hằng chỉ ra rằng là do chi phí xây dựng tăng cao, hạ tầng phát triển kéo giá bất động sản. Bên cạnh đó, các vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung căn hộ tiếp tục ách tắc. Nguồn cung mới khan hiếm và giá cao cũng là thách thức của thị trường bất động sản. Trong năm 2023, nguồn cung căn hộ mới ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm với hơn 10.000 căn theo các chuyên gia để cải thiện được mặt bằng giá bán của loại hình căn hộ, yếu tố đầu tiên cải thiện được là nguồn cung của thị trường. Trong đó sự phát triển của nhà ở xã hội với giá rẻ sẽ giúp giá bán trung bình của căn hộ chung cư giảm mạnh. Trước thực trạng bất hợp lý trong cơ cấu sản phẩm từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp cơ cấu lại các phân khúc, hại giá sản phẩm có giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả. Đối với việc cơ cấu lại phân khúc cho người có nhu cầu ở thực, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp. Thưa quý vị, trong báo cáo mới đây, Savills cho biết nhu cầu đầu tư bất động sản nước ngoài của các doanh nghiệp và giới siêu giàu Việt Nam đã tăng mạnh sau dịch bệnh với giá trị ngày càng lớn. Năm ngoái tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 421 triệu đô la Mỹ, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ngành thu hút dòng vốn của doanh nghiệp Việt là hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, bán buôn, bán lẻ, phân phối điện. Với giao dịch cá nhân có thể kể đến giao dịch mua tòa văn phòng Lion Plaza trên phố Old Broad, London của một nhà đầu tư Việt Nam với giá trị hơn 200 triệu bảng. Đây cũng là giao dịch văn phòng lớn nhất tại London trong năm ngoái. Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, một số thị trường bất động sản nước ngoài thu hút nhà đầu tư Việt Nam gồm Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản. Điểm chung của các thị trường này là điểm đến du học của con cái, những gia đình có thu nhập từ cao đến rất cao. Tại Anh, ghi nhận của Savills cho thấy, London là lựa chọn đầu tư bất động sản dẫn đầu, theo sau là Massachusetts, Birmingham, những thành phố tập trung nhiều đại học và sinh viên quốc tế. Người này cho hay, nhu cầu liên quan đến giáo dục là động lực hàng đầu để các nhà đầu tư bất động sản Việt Nam xuất ngoại. Theo các chuyên gia, phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm là bất động sản tạo dòng tiền như văn phòng hay khách sạn. Tuy nhiên, những loại hình này cần nhiều thời gian quản lý và chi phí để nâng cấp. Ngoài ra, cũng có nhóm người mua chỉ để đáp ứng nhu cầu cho con cái sử dụng trong thời gian theo học, sau đó mới tính đến cho thuê trong tương lai. Savills dự báo xu hướng đầu tư bất động sản nước ngoài của giới siêu giàu Việt Nam sẽ gia tăng trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu về dịch vụ tư vấn chuyên biệt Private Office. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi số cá nhân siêu giàu tại Việt Nam. Đến năm 2026, dự kiến đạt hơn 1.500 người, tăng 25% so với năm 2021, theo dữ liệu của Statista. Ở chiều ngược lại, bất động sản Việt Nam ngày càng thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Savills cho biết, nhu cầu của nhóm khách hàng Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore đang gia tăng. Nhiều chủ đầu tư ngoại cũng đang tìm kiếm thêm cơ hội tập trung ở phân khúc nhà ở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là những thị trường đang có sự đa dạng các tài sản chất lượng cao cùng lợi tức cho thuê hấp dẫn. Thời gian tới khi các luật mới được áp dụng, thông tin về các cơ hội đầu tư sẽ minh bạch hơn, thúc đẩy dòng vốn FDI vào bất động sản ngày càng lớn theo Savills. Thưa quý vị, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong lượng khách hàng vay mua bất động sản, nhưng số người vỡ nợ bị tịch thu nhà đang tăng mạnh ở Trung Quốc. Hiện tỷ lệ các khoản cho vay thế chấp mất khả năng thanh khoản ở các tổ chức tín dụng Trung Quốc ước chỉ 0,4%. Những người rơi vào hoàn cảnh mất khả năng thanh toán khoản nợ vay mua nhà quá hạn ít nhưng đang tăng nhanh do nền kinh tế phục hồi chậm và bất động sản khủng hoảng. Công ty nghiên cứu bất động sản China Index Academy cho biết, số lượng nhà bị tịch thu vì người mua vỡ nợ năm ngoái là 389.000 căn, tăng 43% so với năm 2022. Hơn 50.000 căn hộ khác vừa bị tịch thu trong tháng 1 năm nay, tăng 64,4% so với cùng kỳ. Theo giới phân tích, các khoản nợ quá hạn gia tăng có thể tác động tiêu cực đến giá bất động sản và niềm tin thị trường làm phức tạp thêm những nỗ lực ổn định thị trường nhà nói riêng và nền kinh tế nói chung. Điều này tác động tiêu cực đến tiêu dùng và cũng là lời cảnh tỉnh rằng tránh đầu tư quá mức bất động sản. Dữ liệu từ China Index Academy cho biết, tổng cộng 99.000 căn nhà bị tịch thu đã được phát mại năm ngoái, thu về 150 tỷ nhân dân tệ, tương đương 20,8 tỷ đô la Mỹ. Điều này càng khiến các đợt phát mại ngày càng ế ẩm những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt